Dạ chào cả nhà nha. Hôm nay là video số 181 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 21 mã máy nha. Nhưng mà trong đó nó có những cái mã mà số nhiều quá, thành thử ra em chỉ đánh là một mã thôi ha. Nó có rất là nhiều cái máy giống nhau á, thành thử ra chỉ đánh một mã thôi. Nên là lấy cái mã đó thì mình biết là cái dòng máy đó ha. Thì đây thì hiện tại là em có là cái hàng dưới này á, là hàng máy nội địa máy hàng hàng nội địa Nhật về nha. Còn từ cái hàng sau này trở lên đó ha, là máy nội địa của Trung Quốc ha. Những cái máy này thì em đã anh em về đã test một tuần lễ này rồi. Để những cái nào mà ok thì em sẽ đăng lên làm bán ha. Để còn một số nữa mà em chưa có test kịp. Đó, còn số nữa nhiều lắm mà chưa có test kịp nữa. Cái nào test rồi thì mình mới dám bán nha. Rồi. Ok. Từ đây qua đây là chỉ có 5 con này là đã qua sử dụng nha, còn từ đây trở lên là toàn bộ là máy mới nha. Rồi giá bán trong video đã được bao ship, cái nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Rồi cái nhà quan tâm con máy nào thì nhắn tin hoặc alo trực tiếp em qua số điện thoại và Zalo cho cái nhà, số điện thoại em sẽ để dưới phần tiêu đề nha. Rồi đầu tiên em ra con máy số 1 ha. Đây máy số 1 có một con cối nông của bên chết nha, cối nông của bên chết. Con này là con Shimano Super Aero, Super Aero 5000 ha. Máy còn rất là đẹp luôn, bên chết nha cả nhà. Đây, 5000, máy còn rất là mới ha. Rồi hàng Malay, hoạt động thì ngon lành, em ru đổi tay trái phải bình thường nha. Nhà lưu ý giùm em, bên chết nha. Rồi mã số 1 này nặng 570 gram hàng Malay, giá là 450 ngàn bao ship nha. À, giờ cái dòng có năm này á, để em lục em chuẩn bị là em sẽ nhập về một số máy nội địa Trung Quốc mà dòng để chiên đánh lục nha cả nhà. Size nó sẽ là size khoảng 10 ngàn, 12, 14 ngàn ha. Trên đang trên đường về nha, về em test thử rồi em lại mở bán tiếp. Đó. Giờ thời điểm kinh tế nó khó khăn anh em mình nó ít tiền thì mình thử ra, anh em mình nó đang bị eo hẹp về vấn đề kinh tế ha, thử ra mình sử dụng như thế nào nó rẻ tiền được để đỡ cái nào hay đó. Rồi tiếp đến mã số 2, mã số 2 giới thiệu cái nhà con Luvias 3000. 3000 thì con này là nó xưng tương đương với là size 4000 của Shimano nha cả nhà. JBE số 2 vô được 250 m nha, máy này còn khá là đẹp luôn. Mô hình sống lưỡi gà đầy đủ dòng này, dòng tay quay dặn răng nha. Tôi đổi tay trái phải bình thường đó, hoạt động thì siêu mượt siêu nhẹ. Đây hai chiều ha. Rồi con này là hàng Thái Lan, mã số 2 nặng 250 gram, giá là 2 triệu bao ship nha. 2 triệu bao ship, giá là giá cực kỳ tốt rồi. Còn máy đẹp nha. Rồi tiếp tục với mã số 3. Mã số 3 như thế nhà tay qua Caria Kit Custom 3500 BE. Thì size con này tương đương với size 5000 của Shimano nha. Máy khá là đẹp luôn. Đây, JBE số 2 vô được 300 m, số 3 vô được 200 nha. Con này nó có bị chóc ngay chỗ này một tí sơn nè, em lấy miếng sơn bạc chấm chấm vô cho nhìn cho nó đỡ ghê ha. Đó, nhìn cho nó đẹp lên tí ha. Nó có bị chóc sơn cái chỗ này chút xíu nha, một dấu một thôi. Ngoài ra thì rất là đẹp nha. Hoạt động thì êm ru mức rượt. Rồi hai chiều. Rồi con này là hàng gia băng nha, hàng gia băng
Và số 3 nặng 380 g, giá bán là 3.200.000, 3.200.000 bao ship ha. Rồi tiếp tục đến mã số 4. Mã số 4 cũng làm con kit custom Garia 4.000. Size 4.000 này tương ứng là size 6.000 của Shimano nha các nhà. Đây, dây số 6 là 150 m. Con này cũng vậy, cũng còn khá là đẹp. Hoạt động em ru mức rượt ha. Đây hai chiều. Đấy, hai chiều ngon lành. Ru bình sống giữ gà đầy đủ nha. Rồi con này cũng là hàng mắc đến gia băng, mã số 4 nặng 380 g, giá bán cũng là 3.200.000 bao ship nha cả nhà. Kit custom dòng này sắp sửa nó muốn hết máy. Trời. Tiếp đến là mã số 5. Mã số 5 cũng là con Luvias. Luvias 2500. 2500 này thì tương ứng là size 3000 nha cả nhà. Xe tương ứng nó sẽ là xe 3.000. Xe quay dạng răng, đổi tay trái phải bình thường. Đây, hoạt động thì êm ru mức rượt ha. Hai chiều. Rồi, con này thì nó còn ngoài hộp đầy đủ nha. Hộp sách và túi đầy đủ, và con này đặt nó có thêm một cái cối phụ nha cả nhà. Đây, hộp sách túi đầy đủ nha, một cái cối. Cối cũng là cối 2500, cối sâu nha. Rồi. Thông số thì dòng này nó sẽ là radio 4.8, nặng 245 g, tải 7 kg nha. Con này chạy được bằng 8 mặt đạn nè, chạy 8 mặt đạn nè. B 1.5 được 200 m, số 2 được 150 nha, đời 2007. Rồi mã số 5 nặng 245 g, giá bán là 2.4 triệu bao ship nha. Rồi đây là dòng máy đã qua sử dụng ha. Rồi bắt đầu thì mã số 6 trở đi là máy mới tân chị sử dụng nha. Đây, mã số 6 em có con Sahara. Con này là con Sahara C2000S, đời 2017 nha cả nhà. Thì đây là con máy mới tân, máy chưa sử dụng ha. Đó. Cực kỳ mơ. Rồi mã số 6 này 220 g, giá bán là 1.1 triệu bao ship nha. Máy mới tinh chưa có sử dụng. Thông số radio là 5 chấm, tải 3 kg nha, nặng 220 g, chạy 5 mặt đạn. Dây vô dây là dây 0.16 vô lực 105 m nha cả nhà. Đổi tay trái phải thì bình thường.
Rồi, mã số 6, giá là 1.1 bảo ship ha, máy mới tinh. Máy mới 100% á. Tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 có con Sahara, con này là 2022. Cũng là máy mới 100% nha. Của bên shop đưa ra đầy đủ. Dòng này thì là sạch tay quay dạng răng. Rồi đặc biệt dòng 2022 này đó, họ lại sản xuất lại cái chốt trả ngược nha cả nhà. Chốt hai chiều ha. Từ 2021 lại là không có nha. Rồi, con này là size 4.000. Radio 4.7 tải 11 kg, nặng 280 g, chạy 5 bạc đạn. Cu dây là 75 cm ha. Dây cước số 4 được 150. Hộp sách đầy đủ. Và số 7, giá là 1.500.000 bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp tục đến mã số 8. Mã số 8 là có con SNC BB 4000MHG nha. Thì mã số 8 này em có 4 con giống nhau nha. Đều là mã số 8 ha. Đó. Rồi 2020 máy mới 100%, chưa xé bao luôn nha. Chỉ có con này em xé ra kiểm tra thôi, còn mấy con này thì chưa xé. Hai con HG và hai con XG nha cả nhà. Hai con HG và hai con XG nha, MHG, MXG. Máy là máy mới 100%. 2020. 4.000. Tay quay dạng răng, đổi tay trái phải bình thường nha. Nó mới 100%, thử ra cũng không có gì để soi hết trơn. Dòng này thì nó quá ngon rồi. Và hiện tại là cái giá rất là rẻ luôn. Rẻ gần như một nửa luôn. Con này thì thị trường Việt Nam họ đang bán ở những cái cửa hàng khoảng 3.4 triệu. Đây bán là 2.200.000 bao ship nha. Cả nhà có thể chọn HG hoặc là XG nha. Có hai con HG và hai con XG. Thông số nè. Thông số con HG radio 5.8 và XG nó sẽ là 6.2 ha. Còn lại thông số chỗ này y như nhau. Tải 11 kg, nặng 280 g, dài 6 bạc đạn, thu dây 93 cm nha. Dây BE số 2 vô được 150 m. Rồi. Đây. XG thì radio nó khác cái radio rồi nha. Đây 6.2 nè ha, còn lại thông số y như nhau. Rồi. Giá bán là sẽ là 2.200.000 một con nha cả nhà. 2.200.000 bao ship nha. Giá rẻ hơn một, rẻ gần một nửa so với ở Việt Nam. Giá ở những cửa hàng đồ câu trên thị trường, những cửa hàng lớn họ bán 3.400.000, 3.450.000 gì đó. Đây là giá đó ha. Đây bán sẽ là 2.200.000 bao ship. Rồi. Từ đây, từ hàng này trở lên nó sẽ là dòng máy nội địa Trung Quốc nha cả nhà. Tiếp đến là mã số 9. Mã số 9, đây là một con máy của hãng Profit. Con này là con gì? Đúng là đọc K, A, M, đọc Cam đi ha. Size 5.000. Máy Trung Quốc em không biết cái gì nó ngon hay không ngon, tiếng rắc là rất là đã. Rồi con này là size 5.000, radio là 6.2, dòng này chuyên đánh biển nha, dòng này chuyên đánh nước mặn nè, chạy 14.1 bạc đạn, chạy 15 cái bạc đạn ghê. Đây cũng có bạc đạn nè, chỗ này hai ba cái gì hai cái nè, ở đây nó đủ bạc đạn nha cả nhà, nó mở ra kiểm tra ra đủ bạc đạn nha, đủ 15 cái luôn. Bạc đồng. Đấy, rất là nhẹ nhàng êm ái ha.
được rồi chứ. Dây 0.30 được 200 m ha. 0.40 được 130 m. Đổi ra trái phải bình thường nha. Đó, họ thiết kế máy rất là đẹp nha cả nhà. Hàng nội địa chung nó khác cái hàng chung mà nhập vào đây nha. Rồi. Đây là mã số 9 nặng 280 g, giá là 450.000 bao ship nha. Đó, giá cực kỳ rẻ. Tiếp đó là mã số 10. Đây là con máy đây, dòng chiên lua TVK này, S3000 có năm nha, xe 3000. Ừ, rất nghe rất là đã luôn. Con này chạy 12+1 bạc đạn nè. 12+1 bạc đạn, tải là được 10 kg. Đây, hoạt động trong ru mất rượt luôn. Còn thân được mẹ một lớp rơm lấm láng, chi tiết nó cực kỳ sắc sảo nha cả nhà. Động nhà tưng này chiều để bớt đầy đủ luôn. Radio là 5.5, xong số dây là 0.30 vô được 100 m. Rất là đẹp nha, máy rất là đẹp. Rồi con này là mã số 10. Mã số 10 này là 270 g, giá bán là 550.000 bao ship này nha. Mã số 10. À, con này và con này là cốt là cốt xuyên tâm nha, cốt là cốt xuyên tâm, có hai con là cốt xuyên tâm. Trung Quốc em biết cái gì nhưng mà tiếng rắc của nó là vô địch luôn. Đây tiếp đến là mã số 11 là một con của hãng Jinju nha. Jinju dòng chiên lua, dòng chiên lua luôn mà lua nước mặn nha cả nhà, nói lua nước mặn đâu mà. Đây hoạt động đó, ở nhà nó mượt không? Cực kỳ mượt, còn thân được mạ lớp mạ rơm bóng láng. Dòng này thì nó sẽ không có chốt trả ngược luôn nha. Con này là đời mới nhất nè, 2024 nè. Đúng là bằng thao luôn. Tay quay là tay quay xích cốt nè. Đổi tay trái phải bình thường. Tiếng rắc nè. Rồi. MK 2 la mã nha, 4.000, radio là 5.2, chạy 8 mặt đạn, dòng này tải 12 kg nha cả nhà, 12-13 kg vậy.
máy cực kỳ sắc sảo luôn. Động dứt cái đấy, những cái dòng này nhiều khi nó muốn ngon hơn là gọi là những cái dòng máy mà nội địa Nhật cùng cái giá tiền như nó nha cả nhà. Nếu so ra cùng một giá tiền ha, thì con này ăn đứt con kia có mấy trăm ngàn, có mấy trăm ngàn thôi. Nếu so ra giá mấy trăm ngàn thì mình mua những con máy nội địa Nhật thì nó sẽ không được những con máy gọi là đời cao hay là những con máy ngon vậy đó, những con máy cũng bình thường đó. Đó là cái thứ hai, vừa là công tâm mà nói như vậy. Rồi đây là mã 11 nha, nặng 260 gram, giá bán là 680.000 bao ship nha, 680.000 bao ship, 4.000 hoạt động này. Siêu mượt luôn đó, với 680.000 thì mình chỉ mua được cái con máy nội địa Trung Quốc thì những cái con máy nó xấu xấu cũ cũ. Tiếp đến là mã 12. Mã 12 đây là con của hãng Caesar nha, Caesar FS. Thì con này nó được thiết kế tựa tựa như một con Daiwa Exit nha cả nhà. Ratio của nó sẽ là 6.3. Đây. Size 3000S CXH dòng chuyên lua nha. Những con này đã được gọi là nó trang bị bạc đạn kháng mặn hết nha cả nhà. Đây, radio 6.3 dòng Caesar của hãng Caesar nha. Nó được thiết kế như tựa tựa như con Daiwa Exit vậy. Tay quay cũng là tay quay dặn răng. Đổi tay trái phải bình thường. Đây JBE 0.25 do được 80m nha. 0.25 này luôn. Chạy bằng 10.01 bạc đạn. Nó rơm mới tin. Và siêu mượt luôn. Rồi đây là mã 12, nặng 270 gram, giá chỉ có 550.000 bao ship cho cả nhà, 550 bao ship ha. Đây là cái dòng cao cấp của Caesar đây. Tiếp tục đây là con Caesar Cyber nè, đó hãng Caesar Cyber nè. Đây là con dòng cũng là dòng chuyên luôn, con này được thiết kế nó tựa tựa như cái con Abu. Đó, cái rác của nó nè. Dây 0.20 vô được 175cm, 0.23 được 155, 0.27 vô được 95m nha, radio 5.7. Đó, Cyberon 3000 của hãng Caesar. Tay quay là tay quay dặn răng. Đó, đổi tay trái phải bình thường. Tôi quay thiết kế rất là đẹp. Những cái con này thì em đã test nguyên một tuần lễ luôn, test được bao nhiêu đây. Rồi máy này rất về rất là nhiều á. Trong đó em ưng ý nhất là cái con một, có một con là lát hồi nó tới đó là mình sẽ nhập cái con đó về kèm nha các nhà. Con máy này thiết kế rất là đẹp nè, kiểu dáng nó tương tự với con mấy con Abu tự tự vậy.
Đây, hoạt động siêu mượt luôn. Đây, con này có ratio 5.7 nha. Chạy bằng 6 cái mặt đạn. Tay quay là dặn răng. Rồi, mã 13, nặng 235 gram, giá sẽ là 680.000 bao ship nha cả nhà. 680.000 bao ship ha. Tiếp đến là mã 14. Mã 14. Rồi, đây ha, đây là con Omega Baga. Đó sẽ ít. Bản limited nha. À, nhìn đi, thấy con máy là thiết kế đẹp cực kỳ. Tay quay là quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường nha. Tải 7 kg ha, 8 mặt đạn. Mấy trăm ngàn ta chơi mấy con này. Đang thời buổi kinh tế đi xuống mà, chơi để tiền thôi. Rồi đây là mã 14 nha. Mã 14 nặng 280 gram, giá con này là 800.000 bao ship nha cả nhà. 800 bao ship ha. Nó rất là đẹp luôn. Mã vạch thì đầy đủ luôn. Rồi tiếp tục đến mã 15. Đây, mã 15 là con này em sẽ nhập về rất là nhiều nè. Đây là con của hãng LKI nha. Cái nhà này thay xem cho anh xem cái máy đó ha. Anh xem cái hộp này, nó được thiết kế một cái hộp nhìn rất là giống những con máy mà là mắc tiền của hãng. Đây. Anh tu 3.000 LKI. Thiết kế cái hộp cực kỳ đẹp nha. Thì cái này nó đây. Con máy này nó sẽ có hai phiên bản nha. Một bản là tay quay đơn và một bản là tay quay đôi. Thì hiện tại em chỉ nhập về bản tay quay đôi nha cả nhà. Tay quay đơn chưa nhập về ha. Nhập về sẽ 3.000 ít. Con này chạy 8 mặt đạn nha. Phần thân được mạ rơm bóng lưỡng. Người tiếp rắc người đã. Đây, thông. Nó mượt không? Máy cực kỳ mượt và cực kỳ khỏe cả nhà. Sau 3 ngày nó sẽ tải được 12-13 kg gì đó ha. Tay quay là tay quay dặn răng đó. Đổi tay trái phải bình thường. Nhà này nó êm. Êm mà nó mượt kìa, khủng khiếp à. Chưa hết ha. Đây, đi mua con máy này, cái hộp nó sẽ là như vậy nha. Hộp nó còn cái cũng đẹp hơn, nó đẹp ngang ngửa như một cái hộp công ty Win. Đây. Và khi mua máy ha, thì ngoài những cái là giấy nè, lông đàn nè, thì trong cái máy này nó sẽ tặng thêm cho cả nhà là một cái cối phụ nha. Đây là cái cối sâu. Trong cái máy này nó sẽ là cái cối nông ha. Xây một cái cấu phụ là cấu sâu nha.
gắn như vậy nè. Rồi đây là một cái chống đổ nha, chống đổ dặn răng trực tiếp đi vô cái nhông máy này. Là cây đó. Rồi chưa hết nha, còn nữa. Và ngoài cái này nó sẽ còn một bộ bảo dưỡng máy cho mình. Đây là cái bộ nó sẽ gửi kèm bảo dưỡng máy nha, rồi có tiếp dầu, tiếp mỡ ha, rồi một cái khăn để lau máy đó. Nguyên bộ nó sẽ là như vậy nha, cái nhà khi mua máy này sẽ được nhận như vậy ha. Thì em đang chuẩn bị em nhập về số lượng lớn của mấy dòng này nha cả nhà. Em đang chuẩn bị em nhập về cái đó nhiều ha. Rồi đây mã 15 là 270 gram, giá chỉ có là 800.000 bao ship nha, 800 bao ship thôi cho con máy này. Rồi nó siêu mượt luôn đó cả nhà, nhà xài thử đi mới cảm nhận được nó đã. Em xài thử rồi cũng cực kỳ đã luôn. Mức rượt rồi, đó là máy đứng. Rồi tiếp tục tới máy ngang. Rồi tiếp tục mã 16. Mã 16 đây là con máy ngang của hãng Caesar, đó là máy ngang M800 nha, của hãng Caesar. Đây, những con máy này đánh nước mặn vô tư nha cả nhà. Con này thì chạy bằng 6 hoạt đạn, tải là 8 kg. Đây, tải 8 kg, radio 7.1. con máy được thiết kế có tiếng đắc lít nè, hoạt động nè, cực kỳ mượt nha. Kế tiếp đắt lít ha, con này có radio của nó sẽ là 7, radio của nó là đâu rồi, đây 7.1 nha, tải 8 kg, thắng là thắng từ như nó 18 cấp nha, này thắng từ 18 cấp ha. Nhông con này toàn bộ là nhông đồng nha cả nhà, nhông nó được thiết kế bằng đồng nha, yên tâm luôn, chơi vô tư đó. Con máy có mấy trăm ngàn thôi, nhông là nhông đồng luôn, thắng từ, tiếng rắc lít đầy đủ, tải khỏe, tải 8 kg, mà 800 được thiết kế rất là đẹp nha. Rồi đây là mã 16, nặng 215 gram, giá là 650.000 bao ship nữa nha. Dòng này em có được mấy con đây, thì chàng nó ha. Đây là mã 16 hết nha, 650.000, 8 kg. Hiện tại giờ em chưa có máy tay phải nha, chỉ có máy tay trái thôi, đang đặt về ít máy tay phải, nó có dòng máy tay phải nữa em đem đặt về đó. Hiện tại đây em có đây là máy tay trái thôi. Quá ok, 600 mấy còn. Rồi tiếp đến là mã 17. Mã 17 giới thiệu cái nhà, bên đây là con máy nghe của hãng Daiwa. Dòng máy này hiện tại em đang bán ở Việt Nam nhiều nè. Máy Daiwa BR100 nè. Nè.
nó đều là máy máy tính nha cả nhà, toàn bộ là máy máy tính hết nha. Radio 6.3, con này nó là hàng Trung Quốc nha, đây đây qua sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Con này như con thắng từ, con này cũng là phanh từ rồi đấy, thắng từ. Con này nó cũng thắng từ nha cả nhà. Con này tại radio 6.3 nặng 190 gram, mát là 5 kg nha. Khu dây 65 cm chạy bằng 3 cái mặt đạn nha. Rồi. Con này là mã 17. Giá đang bán là 950.000 bao ship nha cả nhà. Thì con này em chỉ còn một hai con gì thôi. 950.000 bao ship nha. Rồi tiếp đến là mã số 18. Đấy, 18 thì cả nhà, đây là con Shisha. Đây là dòng Shisha cách ít nha. À, đúng rồi, cách ít. Dòng Shisha cách ít. Thì con này dòng này là dòng hai cái sự bull nha cả nhà. Double bull nè. Đó, một cái cạn một cái sâu ha. Đây hai cái sabon nha, sâu này trong máy là cái không. Rồi giới thiệu sơ của con này ha. Con này nó có kháng mặn, hỗ trợ chống rối dây nha. Đây tiếng rắc lít đầy đủ. Có hỗ trợ rất tốt nha. Đấy. Cái nút cân màu này nó cũng có tiếng rắc lít nha cả nhà. Đó. Nút cân màu này cũng có tiếng rắc lít ha. Hoạt động này siêu mượt nè. Đó là siêu mượt luôn ha. Rồi con này có chạy bằng 7 mặt đạn. Radio của nó là 7.3. Radio 7.3 nha, chạy bằng 7 cái mặt đạn. Con này là tải 8 kg rưỡi nha. Con này tải 8 kg rưỡi. Nhông là nhông đồng. Đó, nhông là nhông đồng. Thắng là thắng từ. Đây. Tháng là tháng tự hết nha. Đó, nhông là nhông đồng luôn. Nhà có thể mà về mà kiểm tra thoải mái. Đó, nhông là nhông đồng. Và đạn là toàn bộ kháng mặn nha. Rồi. Con này là mã 18 nặng 195 gram, giá bán là 850 bao ship nha cả nhà. 850 bao ship ha. 18. Tiếp đó là mã 19. Mã 19 là con này là con thế hệ kế cái con của, vừa rồi ha. Con này con nãy là con cát X. Con này là con cát XZ nha, nó có cải tiến một số chi tiết. Ngoại hình thì như nhau ha. Hoạt động thì siêu mượt. Những cái đấm này nó bằng carbon nha cả nhà. Những cái đấm này bằng carbon nha. Đây. Đó, tiếng rắc lít đầy đủ. Nấm gân mò nó cũng có tiếng rắc luôn. Cũng là phanh từ ha, thắng từ, nhông đồng. Đó, con này hình như là nó được cải tiến là cái mặt đạn của nó có bằng mặt đạn một số là mặt đạn gốm sứ nha. Giữ nó kháng mặn rất là cao, là gốm sứ. Đó, con này với cải tiến nó như đó đó thôi. Rồi con này nó được tải nặng hơn con kia là 500 gram nha cả nhà. Con kia 8 kg rưỡi, con này tải chừng 9 kg ha. Mặt đạn thì như nhau, 7 mặt đạn. Radio cũng vậy luôn, 7.3. Đó.
Văn Từ. Bạc đạn là bạc đạn, bạc đạn lớn xứ gì đó. Tại vì em coi trong cái bản chi tiết của nó thì ghi là theo cái thông số nhà sản xuất ra là bạc đạn cấm xứ ha, hỗ trợ kháng mạng, giờ chống rối dây tìm lông chân. Thiết kế máy rất là đẹp nha, màu đen mờ xám xám nè. Hàng chính hãng của Sơn. Rồi mã 19 nặng 189 gram, giá con này là 750.000 bao ship nữa nha. Đúng rồi, mặt đạn gốm sứ nè. Rolling Iris Ceramic gì nè, đó. Con này thì nó cả tí mặt đạn gốm sứ nha. Đây, okay, tải 9 kg ha. Ratio là 7.3. Dạ, 7 mặt đạn đây. Đó, có mấy trăm ngàn, những con máy ngang gì mấy trăm ngàn chơi thoải mái luôn. Quý vu. Rồi, tiếp đến là mã 20. Mã 20 và mã 21 là một dòng máy nha cả nhà. Nhưng mà nó khác size ra ha. Rất là nhiều nha. Đó, một đống đó. Mã 20 và 21, máy giá rẻ nha. Thì hiện tại cái này em đang mua được. Họ bên đó họ khuyến mãi cho em cái giá rất là ngon. Đây size 1000, đây là máy của hãng nha, chính hãng. Cái hãng của hãng là Suga Nhĩ Lăng nha. Đây. Máy chính hãng là Suga Nhĩ Lăng. Thì cái hãng này họ làm cần câu nè, rồi máy câu, rồi dây, rồi máy nghe, máy đứng tùm lum ở trên. Bữa là em liên hệ em được cái lô máy này thì cái giá rất là tốt. Thử ra bây giờ em chỉ để là cái giá rất là bình dân nha, chứ còn cái máy giá này giá chính thức của nó cũng khá là cao. Con này sao 1000, 1000 hiện tại cũng được, còn được có 5-7 con thôi. Đây bữa đầy đủ nha, đầu to trái phải bình thường, chạy con này chạy bằng 5 bạc đạn bằng ru à. Xe 1000. Con này bữa em được ở bên cái hãng nó hỗ trợ một giá cho em rất là tốt. Để lại là cái giá em khá là mềm luôn nha. Xe 1000 chỉ có 280.000 bao ship ha. Giá chính thức con này như là trên 400 nha. Đó. Em chỉ có được size 1000 và size 4000 nha cả nhà. Thì đây em đánh đồng mã nha, 20, mã 20 nghĩa là size 1000 ha. Mã 21 sẽ là size 4000. Đó, mỗi mã vậy em còn được mấy con nha. Size 1000 đánh vô tư luôn, bữa em sử dụng con này em đi câu lure rô phi nè, chơi cần UL á. Chơi cần cũng là của hãng Sisơ luôn á. Rất là ngon. Rồi, đó, mã 20. Mã 20 nha. Đây là mã 21. Đây là mã 21 nha cả nhà. Cũng là Suga Nhĩ Lăng nha. Hiện tại giờ thì em còn đang được họ cái hãng này nó hỗ trợ giá nè, thử ra giá còn để rất là rẻ nha. Còn sau này em không biết là nó hỗ trợ nữa thì cái giá lại khác rồi. Đó, Suga Nhĩ Lăng chỉ có được size 1000, size 4000 nha. Hoạt động siêu mượt luôn. Suga Nhĩ Lăng mã 21 nha, nặng 240 gram, giá bán đang là 320.000 bao ship cho cả nhà. Hiện tại giá con này chính thức bên hãng họ đưa ra nó sẽ là trên 500 nha, 520 hay 530 gì á. Con này nè,
nó còn có máy ngang và máy đứng và cần nữa nha, rồi dây nữa, tùm lum đó. Hiện tại cái máy này em được mở em lấy nhiều rồi, nữa họ hỗ trợ giá cho cái rất là tốt, vậy em để là cái giá này em chơi tranh thủ nè, có 320.000 thôi, đó xài 4.000 đua được ngầm được nha. Cái dây này như họ sản xuất là những cái dây này họ gửi về, dây này em chưa test thử, em chưa dám bán nè. Dây B X8 đó cũng là hãng nè, sản xuất ra nè. Rồi em vừa giới thiệu luôn cả nhà, 21 máy câu ha, 21 mã máy câu. Cả nhà quan tâm máy nào thì nhắn trực tiếp vào số điện thoại là Zalo nha cả nhà, giới thiệu chi tiết cho cả nhà xem ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp nha. Chúc cả nhà ngày đầu tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe ha. Rồi bye bye.